Hôm nay thì em sẽ nấu nồi phở. Thì trong đây là cái thịt có chuối bò nha, đây gân với xương bò, thăng long bò nha cả nhà. Đó, đây là em đã luộc qua sơ hết rồi. Bây giờ bắt đầu em sẽ nấu. Thì em có gia vị để nấu phở thì em đi rang cho nó thơm nè. Ở đây em có gừng nè, gừng em cũng rang qua luôn. Gia vị nấu phở, ngôi sao, cánh hồi, quế. Bên đây em bắt nồi nước thì nồi nước nó đã sôi rồi. Bây giờ bắt đầu em để thịt vô. Bắp bò em để vô rồi, đây là nạm nha. Đây là xương bò. Xương bò rất là nhiều luôn á. Đây em để vô hết rồi nha cả nhà. Đó, phở cũng đã trong rồi nè cả nhà. Em có nêm nếm gia vị vô đây là muối đường bột ngọt để cho cái thịt nó được thấm á, nó được đậm đà hơn á. Với để củ hành, ngôi sao, cánh hồi để vô luôn để cho nó thơm. Đó, bây giờ em hầm đến chừng nào thịt nó chín rồi bắt đầu em sẽ rớt ra. Đây là giò viên nhà làm nha cả nhà. Ở đây là thịt nè. Đây là nước đá em chuẩn bị. Để lúc giò viên em chín rồi em sẽ rớt ra. Phần này thì em đang nặn bò vào viên nè. Đó, mình nặn từ cái như vậy nha cả nhà. Phần bò viên cũng đã chín rồi, em vớt ra để trong nước đá nè. Rồi bây giờ em cắt thử cho cả nhà xem nha. Cái bò viên nó sẽ ra dai như cỡ nào nha. Đó, dai chưa? Rất là ngon luôn nha cả nhà. Chào các anh chị đã đến với kênh Em Cuộc Sống Pháp nha. Hôm nay bà xã em làm cho em tô phở với con trai em ăn phở nha. Dĩa rau đã không? Đây là cái chén nước sắm, nước sốt thần thánh luôn. Có ớt, có tiêu, có nước mắm. Rồi, mình ăn phở mình phải cần tiêu, nó mới ngon. Con chào ông bà cô chú cầm mời, ông bà cô chú ăn cầm. Đó, đây, bỏ miếng tiêu vô. Đó, tô phở ngon không? Mình bỏ dế vô. Bỏ dế vô, rau. Đây là rau. Rau vô, quế. Ngò gai. Đầy đủ luôn nha cả nhà. Bỏ vào. Rồi, mời cả nhà ăn cùng mình nha. Đây. Mình ăn phở thì mình không có ăn muỗng. Đây, mình bỏ miếng ớt vô để cho nó ngon nha, cho nó cay cay mới đã. Mỗi người ăn mỗi mỗi gu. Mỗi người có mỗi sở thích ăn khác nhau. Hấp thử miếng súp ngon nha. Đã quá. Thôi, mời cả nhà ăn cùng em. Đây, phở này đó, kèm theo rau cũng đồ ngon. Đó, chấm nước sốt thần thánh nha. Nước mắm, ớt, tiêu, tương ớt, tương ngọt, không phở. Đang chấm sốt cho bao. Quá ngon nha cả nhà. Có tiêu trên đó vậy. Nước mắm rồi thôi con. Đây của hành trống nè. Ngon. Giá được cái giá cái đồ nữa cho nó giòn. Đó, đây là bộ lết đó em làm á. Đây là bò giò viên ở nhà tự làm luôn nha. Hôm nay mình sẽ làm video bò giò viên. Ngon. Không bị khô nha, rất là vừa ăn. Gia vị ớt thì em chưa có chia sẻ nha cả nhà. Chỉ quay lúc làm thôi đúng không? Chỉ quay khúc làm thôi. Tại sao mình ăn phở mình không thích ăn đồ nước, mình không thích múc muỗng, múc muỗng không có cảm giác mạnh. Múc muỗng múc được chút xíu à, mình bưng tô mình húp á, nước chút nó nhiều hơn. Đây là gân bò nè, đã không, đầy đủ luôn á, có phở đặc biệt á.
không có chú Quách. Tuần nữa mình ăn tô chú Quách riêng nữa nha. Bây giờ mình ăn tô phở trước hả? Đẹp quá. Đỡ rau nữa thêm nha. Mình ăn có rau nhiều nó không có ngán. Bất cứ ăn gì mà có rau nó không có ngán. Tôi vỡ quá xúc chắc luôn. Quan trọng là nước sốt đây nè. Con bò nó giòn. Tô phở mà trẻ mình bỏ thịt nhiều quá, ăn thịt hoài không hết luôn. Hết tô phở rồi cả nhà ơi, còn nước không à? Phải không? Đây, mình ăn tô phở xong rồi, bây giờ mình ăn tô chú Quách nè, chú Quách bò nè. Đó, xương bò. Phải không? Cái này mà có sự rượu đế nữa là ngon bá cháy luôn á. Nhưng mà có rượu đế nữa chứ, đâu chứ. Có rượu đế mà 40 độ lần nặng quá. Uống không nổi. Chú Quách ngon quá. Cả nhà thấy chú Quách ngon không? Đã không? Cũng thích đã không? Hấp dẫn. Có căng không? Chấm. Ngon quá. Ơi, tôi Quách nhiều quá ăn không hết cả nhà ơi. Rồi em cũng cảm ơn cả nhà luôn luôn đồng hành kênh Em Cùng Sống Pháp nha. Chúc mấy anh chị nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống nha. Mấy anh chị thấy video em hay cho em xin một cái like, một cái chia sẻ và một cái lần dưới nha. Không quên một đăng ký nữa. Bây giờ có thứ video. Còn ông bà cũng chưa nhiều video thú thật. Còn trước ông bà cũng chưa nhiều sức khỏe. Thế con xin một cái like, một cái chia sẻ, một cái đăng ký. Bye bye. Bye bye, hẹn mấy chị video tiếp theo. Bye bye.